Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, giao thông đi lại ở các bản vùng cao còn nhiều cách trở. Nhiều bản hiện chưa có điện và sóng điện thoại di động. Nhưng với tinh thần vượt khó và lòng yêu nghề, mến trẻ, những giáo viên ở các điểm trường vẫn ngày đêm bám bản, bám trường để nuôi dạy học trò. Bản Hủy Púng nằm cách xa trung tâm xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khoảng 20 km. Đường lên điểm trường sau những cơn mưa trơn trượt và nguy hiểm. Thế nhưng các cô giáo vùng cao nơi đây vẫn thường xuyên vượt qua những cung đường như thế để đến trường. Đi vận động học sinh ra lớp thì cũng đi cả ngày mới đến từ nhà phụ huynh được. Sau khi quay về điểm trường thì đã tối, mà lúc đấy đã phải khóc. Khóc nhưng mà vì mình yêu nghề và cũng trẻ nó ham mê học, phụ huynh quý cô giáo ấy, mình cố gắng. Điểm trường mầm non Hủy Dạo, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ có gần 50 học sinh. Đây cũng là điểm cách xa trung tâm xã nhất. Sống và làm việc trong điều kiện khó khăn, xa gia đình, chưa có điện, không sóng điện thoại. Chỉ có tình yêu nghề mới tiếp thêm nghị lực cho các giáo viên bám trụ với nơi này. Mình lên rất là đi lại thì đường khó khăn, đường rất là đi mãi chẳng đến điểm bản gì cả. Nhưng mà cũng lên giờ cũng nhớ con, nhớ nhà. Cũng tủi thân, khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng vì các con, vì các con đến lớp, đến trường thì các cô cũng thôi động viên nhau, cùng nhau cố gắng để cho các con có chữ, biết chữ. Tỉnh Điện Biên có hàng trăm điểm trường mầm non nằm trên các bản làng xa xôi, cách trở. Đường xá đi lại nguy hiểm, điều kiện làm việc ăn ở thiếu thốn về mọi mặt. Nhiều giải pháp đã được ngành giáo dục tỉnh Điện Biên triển khai để các thầy cô giáo yên tâm công tác. Tỉnh cũng rất là quan tâm, có những chính sách đặc thù của tỉnh để thu hút, ví dụ như là cái chính sách để thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh, thì tỉnh cũng rất là quan tâm để ưu tiên cái nguồn vốn đầu tư nhà công vụ cho các thầy cô. Gác lại những mong ước của tuổi trẻ, rời xa gia đình, bằng tình yêu nghề và tình thương với trẻ em vùng cao, nhiều giáo viên vẫn hàng ngày cắm bản để con chữ được nảy mầm ở những nơi khó khăn gian khổ nhất.